nay là ngày thứ ba trong hành trình du lịch qua ba quốc gia Singapore, Indonesia và Malaysia của chúng tôi. Tối hôm trước, chúng tôi đã nghỉ đêm tại khách sạn Golden View Hotel. Đó là một khách sạn 4 sao rất tiện nghi trên đảo Batam. Sáng hôm nay, sau khi ăn sáng tại khách sạn, chúng tôi lên xe và bắt đầu cho một ngày tham quan mới của mình. Đặc biệt là trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đi tàu sang Malaysia, sau đó vượt một đoạn đường dài để đến thành phố cổ Malacca, nơi được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2008. Đêm hôm qua ở Batam có một cơn mưa lớn vào giữa đêm, nên sáng hôm nay đường phố Batam trông sạch sẽ, tươi mát và không khí thật trong lành, dễ chịu. Điểm tham quan đầu tiên của chúng tôi sáng hôm nay là một ngôi chùa, đó là chùa Di Lạc Maha Vihara Nuta, một ngôi chùa của người Hoa, đồng thời cũng là một học viện Phật giáo nổi tiếng. Chùa Di Lạc Maha Vihara Nuta nằm trong khu vực Sai Basa, là ngôi chùa có nhiều tượng Phật Di Lặc nhất trên đảo Batam. Ngôi chùa này cũng là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, đã thu hút du khách và các tu hành hương Phật giáo đến với Batam, Indonesia. Chùa được xây dựng vào năm 1991 trên một diện tích rộng 4,5 hectare. Chùa Maha Vihara Duta có kiến trúc độc đáo, tiêu biểu của cộng đồng người Hoa, gồm 5 tòa nhà và sảnh chính, với sức chứa khoảng 2.000 người phục vụ cho các tu hành hương. Trong khuôn viên chùa, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của Phật Di Lặc ở khắp mọi nơi, từ sân chùa, trên các bệ thờ, trên các bức bích họa, cũng như trên những vật lưu niệm được bày bán trong khuôn viên của chùa. Với khuôn mặt tươi vui và nụ cười phúc hậu, hình ảnh của Phật Di Lặc mang đến cho chúng ta một cảm giác như đang được chào đón một cách nồng nhiệt giữa một thế giới an lành, đầy tình yêu thương và niềm hạnh phúc.